ngày 31 tháng 8, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tổ chức chuyên đề kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh. Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng đã dừng nhiều xe khách để kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh vận tải hành khách. Đơn vị đã lập biên bản xử phạt 3 trường hợp vi phạm dừng đỗ, đón, trả khách sai quy định. Phòng PC08 cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý những trường hợp xe khách vi phạm trên địa bàn thành phố trong dịp Quốc khánh nhằm đảm bảo an ninh,